L Tuyệt vời, tuyệt vời hmm. lọc còn bốn người chưa lên mấy đứa có thể lấy vỏ uh, vở lấy bút ra sẵn nhá Rồi làm luôn ở trên đại số này kênh đại số này nó có sẵn đề à, để mình làm ok mới nó có thể đeo về xong rồi rành rành đem nó làm à rồi rồi đây gọi đây đấy, gọi ấy đấy, đấy. chú lộc lên rồi đấy. đâu nữa Uhm. Ngon, đọc vào rồi đúng không? Đấy, trời ơi, chỉ cái thấy liền hay quá. Chỉ cái là biết liền. Tuyệt vời. Đâu nữa? hay rồi. Mấy đứa muốn mở kem hay là không mở kem cũng được tùy mấy đứa nhá. Tại vì dù sao bây chúng tao thấy được mặt tao đâu. <laughs> Máy tính tao không có cam. Thật, thật ra là cũng có cam đấy. Nhưng mà làm mệt lắm. Đi thật ra là đi đi mua camera đi mua cái cam về là cũng được nhưng mà thôi chẳng cần. Việc đó không cần thiết. Mấy đứa chỉ cần nhìn thấy bài trên màn hình là được rồi là ngon lắm rồi à thì mong là không có lắc liếc mạc mết tùm lum tùm lao đấy cô ánh là cô ánh là theo dạng uh, trễ truyền miên à lúc học off á, thì nó cũng trễ mà lúc học on nó cũng trễ không? khi mà tao bảo đừng quên sáng mai mình có cái hẹn lúc chín rưỡi nha mấy đứa ở chỗ này xong rồi ngay lập tức tao thấy nó khóc ở đây là tao biết ngay là thế nào nó cũng lên trễ tao biết đang ngủ ủa lọc lọc với lại ảnh có chung nhà không hay là khác nhà? À chắc khác nhà là ảnh nhà à lọc nhà. Đúng không? À... Ừ, khác nhà thôi. Ừ, khác nhà đúng không? Chung hay chung chung với ánh đâu. <laughs> Chú lọc đi gọi ảnh giùm coi, nó đang ngủ quá. Hay là đang rửa chén. <laughs> chắc đang ngủ à. Lại thật Đại, thầy vậy dạ rồi, dạ rồi. À, rồi, rồi, rồi có tranh vào rồi có chân vào rồi hay quá Đấy. À, rồi, ok rồi, thôi nói luôn hai chín giờ rưỡi rồi Học đúng giờ nghỉ đúng giờ ok không Này nhá Thứ nhất um... Nếu như mà mấy đứa thấy cái chỗ mà mình đang ngồi đấy nó không ồn nào gì hết đấy Thì cứ vô tư mà bật mic để mà nói Ok không? Thứ hai Nếu như mình thấy là bật mic mà ồn quá hay là như thế nào ấy à, Mà mình không tập trung được á Thì mấy đứa cứ tắt mic đi à, Ok không? Tắt mic ở chỗ này nè Đâu rồi? Tắt mic chỗ nào tao quên rồi bay À đây đây tắt mic chỗ này nè Có có chim mute á mu te mu te đấy ok chưa à, đó okay, cái click vào đó là sẽ tắt mic rồi à, ừ trời ơi ánh vào rồi cô ánh vào rồi lại hồn lại hồn quạt 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 hình như là ai anh chỗ chỗ nào có một cái quạt nó 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 chìa vào vào vào, vào mic thì phải như đó. chỗ con á thầy tuyệt vời <laughs> rồi ok ok à này nhá rồi à, đây đầu tiên là phải nói mấy đứa biết cái cái giao diện của cái này một tí này nhá đâu à, thứ nhất là lịch học lịch học hiểu dễ quá rồi à, nếu như mà được thì khi học off mình cũng học giờ này luôn ha à, ok không nếu như được à, không học off thì hơi lâu ý là ý là vào khoảng 2 tuần sau ấy Hôm nay là 24 tháng 8 đúng không? 24 tháng 8 vậy là còn 1 uh, một hai tuần nữa. Hai tuần nữa mình vào sẽ vào, vào trường. Nếu như ở trường mà học mà uh, buổi sáng học online nhá, ở trường mấy đứa sẽ học online ở trường cả học kỳ 1 luôn. À, cho nên chuẩn bị tinh tinh thần đi. Uh, nếu như học ở trường học buổi sáng thì mình sẽ chuyển xuống buổi chiều và nếu như chuyển xuống buổi chiều thì mình sẽ coi lại cái lịch của mình như thế nào nhá. Đã coi, đã coi. Chắc là khoảng uh, một tuần nữa là mình biết. Một tuần nữa là mình sẽ biết lịch Rồi Cái thứ hai Là phần đại số Này Chỗ này À Kênh đại số này Là thầy sẽ up những cái uh, Ví dụ đề Đề uh, Đề làm bài Hoặc là đề lý thuyết Vân vân lên đây Ok Tất nhiên về đại số Hình học cũng vậy luôn Chỗ này nè Hình học chỗ này nè Đấy Sẽ up uh, Cái uh, phần lý thuyết uh, Hình học Và bài tập hình học lên trên đây à, Mấy đứa muốn lên xem trước cũng được làm trước cũng được vân vân vô tư à, vô tư hoặc là à, thấy à, mình thấy mình thấy à, đi học trên trường mà thấy bài quen quen, quen đó thì cứ lên đây tìm lại chẳng sao hết ok rồi live đại số và live hình học hai kênh này là để up lên những cái clip những cái clip live trong buổi học ngày hôm đó ok không để xem coi mấy đứa xem lại à ví dụ như à, chỗ đó mình lơ tơ mơ chỗ đó mình hơi là mờ, mờ một tí thì lên xem lại chỗ đó hoặc là mấy đứa lên uh, xem lại buổi live của buổi học của mình vô tư sáng được hết được không rồi chat này tất nhiên đây để chat à, chat vô tư ok yeah. rồi thường thường á thì mình sẽ chat nhiều hơn là mình nói tại vì thường thường nói nó sẽ nó sẽ nhiễu sóng nó bị nhiễu sóng á thường thường á tôi thường thường ví dụ hôm qua hôm qua có con bé học lớp 6 nó nói gì tao chẳng nghe cái gì đó nói nói được khúc nghe được khúc nói được khúc nghe được khúc à nhưng mà có vẻ như là nãy giờ mình nói chuyện với nhau là 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 ổn đấy à nếu như mấy đứa muốn nói mấy đứa có thể bật mic lên nói vô tư ok chưa à nhưng mà làm ơn đừng cãi nhau ok không à, đừng cãi nhau rồi đừng bè cổ nhau ở trên đây ok chưa rồi à đâu để tao coi coi à đầu tiên là mình phải biết à, uh, lớp 8 học quỷ yêu gì à, đây 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 lớp 8 học quỷ yêu gì nha Đây, đại toán lớp 8 nha toán 8 à có vấn đề gì nhớ nói nha mấy đứa nha có vấn đề gì nhớ nói ví dụ như là à, mấy đứa thấy là đang nói thầy nói liên thuyền liên thuyền liên thuyền, 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 thuyền mà tự nhiên bụp ngừng ngưng khoảng, ngưng nói khoảng chừng trong một phút đồng hồ là mấy đứa phải nói liền nha. Tại vì có thể cái cái mic nó bị lỏng, lỏng dây. À, ok không? Rồi. Và hoặc là à, ví dụ như màn hình nó nhè quá, hay là à, chữ nhỏ quá không thấy được vân vân vân. À, nhớ nói liền. Ok không? Đấy. À, còn nếu mà lắc thì chịu. <laughs> nếu mà lắc thì chịu. Tại vì mạng có lúc này lúc kia mình không biết được. À, ok. Rồi. rồi coi rồi coi sao 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 phúc chữ nhỏ quá à ok ôi rồi sao mạng mẹo gì chán vậy à chữ nhỏ quá thì cũng giờ chữ nhỏ thì phóng lớn lên sợ gì ủa khoan nếu như mấy đứa nhà mấy đứa có máy tính á thì rất nên học online trên máy tính được không à, rất nên học online trên máy tính còn nếu như không có máy tính thì chịu thua à, học trên một cái màn hình lớn lớn nhất mà mấy đứa có được không? màn hình nào lớn thật lớn lớn nhất mà mình có ở nhà thì nên học trên đó được không à, rồi à, toán tám toán tám đại số có những thứ gì đại số có chỉ có được coi rồi đầu tiên bay vào đại số đầu năm mình sẽ học hai thằng lớn hai chuyên đề lớn một là rút gọn hai là phân tích Đấy, hai thằng này đó rút gọn với phân tích hai thằng này là ngược nhau à, hai thằng này là ngược nhau đầu tiên sẽ học rút gọn trước sau đó mình sẽ học phân tích sau ok đi ngược về thôi rồi Tiếp theo là mình sẽ học về phương trình. Ừ học về phương trình. Phương trình là cái tìm x mấy đó. Phương trình đơn giản là những cái tìm x mà hồi đó mình làm thôi chứ không có gì hết. Rồi, phương um, trình đại số học gì nữa ta? Từ từ coi, tao nhớ rồi, đại số phương fun... à hết rồi. Hết rồi. Hả? Hết rồi, đúng rồi, hết rồi. Đấy, cả năm á. Cả năm của mấy đứa á. Tất nhiên là có một cái phần nhỏ là bất phương trình Nhưng mà phần này rất cực kỳ nhỏ thôi à, Bất phương trình Bất phương trình nhỏ lắm à, Nó không có hành vấn đề đối với mấy đứa Dễ ẹt à Rồi Đại số hình học Hình học đây Hình học lớp 8 đây Hình học lớp 8 đầu tiên bay vô học gì Nguyên một học kỳ 1 Mình sẽ đi học về tứ giác à, Lớp 7 học tam giác Còn lớp 8 thì học tứ giác tứ xét sẽ gồm có hình bình hành này Ủa? hình bình hành thứ hai là hình à hình thang hình thang trước chứ nhỉ? hình thang trước hình bình hành chứ hình thang rồi tới hình bình hành rồi tới à, hình à, chữ nhật đấy học về hình chữ nhật học về hình thoi học về hình vuông hết rồi được không học tất cả các hình Tất nhiên là có tính chu vi diện tích của các hình nữa. Rồi qua học kỳ 2, qua học kỳ 2 mình sẽ học về tam giác đồng dạng. Và cái phần tam giác đồng dạng này là cái phần mà nặng nhất của lớp 8. Thật ra cũng chẳng nặng mấy đâu, nó cũng bình thường thôi, à, nó cũng bình thường. Nhưng phần này mình đặc biệt phải chú trọng. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mấy đứa hỏng cái này nè thì lớp 9 học không nổi lớp 9 toàn là học là toàn xét tam giác đồng dạng không mà ok không à, hình thang hình mình thành rất ít hình chữ nhỏ hình thơ hình vuông cũng vậy à, rất ít à, một phần nhỏ thôi à, tam giác đồng dạng hết rồi trong nguyên đống này nè trong nguyên một đống này phần rút gọn phân tích và phương làm phương trình này phần đại số này là phải làm vững lên được chưa à, phần này phải làm vững nè bất phương trình thì biết có hai dòng rồi bất phương trình mới đứa chỉ cần nhớ hai dòng là làm được thôi À, hình, học thì, à, hình học thì hình học thì hình bình hành là quan trọng nè tại vì mình hay làm hình bình hành này hình chữ nhật cũng có này Đấy. rồi mai mốt à, lên à, cấp 3 thì mình sẽ đụng hình thôi với hình vuông nhiều hơn tới lúc đó thì à, à, cái người cái người mà dạy mấy đứa sẽ à, ôn lại chẳng sao hết Đấy. được chưa à, hết rồi nguyên một chương trình lớp 8 À, thực ra là còn một phần nhỏ nữa Nhưng mà không kém phần quan trọng đó là toán thực tế à, Toán thực tế Đấy. Phần này cũng phải cần học vững Để mà nguyên một năm lớp 9 của mấy đứa Là tràn ngập toán thực tế luôn Được không nhở? À ok không? Rồi Học vững nữa mấy đứa à, Mấy đứa cần học vững nha Tại vì sao? Tại vì... Uh, Mấy đứa nếu nếu mà có anh chị nào đấy mà à, à, sinh năm 2K6 ấy, à, 2006 ấy thì mấy đứa thử hỏi coi là à, à, tình hình à, <laughs> tình hình à, tuyển sinh vừa rồi như thế nào? À tình hình xét tuyển hiện giờ tuyển sinh xét tuyển vừa rồi thế nào? Có nghĩa là tại vì dịch cho nên là mấy anh chị không đi thi được. Cho nên cần à, cho nên được xét tuyển. Và xét tuyển là người ta lấy điểm trung bình của cả năm lớp 9 ba môn toán văn và ăn văn được không ba à, môn đó để mà xét tuyển thế thì à, nếu như mà người nào mà học à, đàng hoàng từ đầu năm luôn ấy, thì ngon lành à, thì ngon lành thật sự như vậy còn nếu như người nào mà học tào lao học lơ tơ mơ à, là toàn là toàn thậm chí thậm chí thậm chí là có người thậm chí là có người nha đầu năm học lơ tơ mơ thật cực đi lơ tơ mơ luôn xong rồi đến hết tết hết tết vừa rồi là bắt đầu học bắt đầu cày trời ơi cày như là châu vậy và thề luôn nếu như đi thi tuyển sinh nếu đi tuyển sinh toán 9 điểm chắc luôn thầy thề chắc luôn toán 9 điểm tại vì còn vướng câu hình câu hình câu c cuối cùng là câu khó à thì cái câu đó thì phải uh, phải tùy người phải có người luyện được thì có người không luyện được hay là có người lười vân 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 hả câu đó là câu phân loại câu khó thầy thề luôn toán chín điểm nhưng mà tự nhiên đụng tuyển sinh kịch một cái rớt một hai nguyện vọng luôn Hiểu không được không đấy mình chẳng biết là năm sau à không năm sau nữa chứ nhỉ à hè năm sau nữa hả hè năm sau nữa mình sẽ đi thi tuyển sinh hay là mình sẽ phải xét à, tuyển như vậy, à, cho nên mà mà chưa chắc là năm sau sẽ xét tuyển như thế nào nữa, đúng không? Chưa chắc là à, năm sau sẽ xét tuyển là từ năm lớp 6 trở đi, hay là đến à, hay là lấy điểm của năm lớp chín thôi, chẳng biết được. đấy cho nên tốt nhất là mấy đứa cần phải học từng năm, từng năm ngon lành, nắm rõ nhá, học ngon lành lên, học ngon lành lên. Nếu như ở trên trường nếu như ở trên trường khi mà mấy đứa vào trường học online á mà có câu nào khó thì cứ inbox mà hỏi. Được chưa? Nhớ nha, cứ inbox mà hỏi chẳng sao hết. À, rồi. Tao chỉ sợ là bay ngại hỏi thôi. À, chỉ sợ là mấy đứa ngại hỏi thôi chứ tao chẳng tao chẳng có ngại là chỉ bay hay là thế nào hết. Ok. Rồi. Học thôi. Học thôi. Nào, đầu tiên là mình sẽ học rút gọn nhá. À nguyên một tháng trời từ bây giờ cho đến khoảng cho đến khoảng à, để coi coi cuối tháng 9 là mình chỉ học rút gọn thôi à, Chỉ học rút gọn thôi sau đó mình sẽ dùng khoảng 3 tuần có lẽ 3 tuần 3 tuần của tháng 10 để học phân tích được không à, sau đó là mình sẽ ôn ôn cả hai vừa rút gọn vừa phân tích rồi à, mình học phương trình Đấy, xong ôn thi học kỳ 1 xong. Đấy. Còn à, về hình học ấy, hình học thì mình sẽ học à, thì mỗi mỗi tuần mình sẽ học một hình chứ sao giờ? À, mỗi tuần mình sẽ học một hình, hình thang, à, hình bình hành 2 3 4 5 5 5 tuần, 5 tuần thêm một tuần à, thêm một tuần nữa là học đường trung bình của tam giác rồi uh, thêm một tuần uh, ôn thi nữa quên à uh, ở uh, ôn tập, ôn tập là khoảng uh, 7 tuần, 7 tuần nghĩa là 1 tháng. Đã lại vậy. Ok không? À. Đấy. Rồi rồi rồi, làm thôi, làm thôi. À. Làm thôi nha. Lớp 8, lớp 8 rất dễ mà đứa. Lớp 8 sẽ không khó nha, lớp 8 sẽ không khó đâu. Lên lớp 9 mới đứa bắt sẽ bắt đắt đồng thấy khó lên một tí. À, chứ lớp 8 vẫn rất dễ, lớp 8 vẫn rất dễ. Rồi, làm nha. Đâu Đơn nhân đa Hôm nay mình sẽ học đơn đa 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 đa, Đây Nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức Ok không? Đâu Từ rồi Phóng lên tí rồi Đây Ok Nào nhân đa với đơn nhân đơn với đơn đầu tiên đầu tiên là ôn tập nhân đơn với đơn trước đơn thức với đa thức chắc còn nhớ nha đa thức là tổng của nhiều đơn thức dễ lắm là ví dụ như bài một này cái này cũ nha này. cái này cũ nha cái này cũ nha hình như nó vẫn nhỏ nha trời ơi phóng lên xíu nữa coi Ok Rồi ok Đấy. Quốc nha Lấy bút lấy viết ra làm mấy đứa ơi Đó là cách học online Đừng chỉ ngồi nhìn cái màn hình Và nghe thầy nói thôi Rồi ngồi nhầm nhầm trong đầu Đừng làm như vậy Mấy đứa cần phải Có một quyển tập đằng trước mặt Cầm một cây viết trong tay Và làm cùng với thầy được chưa? Nha. Nhớ nha, đừng chỉ ngồi nhìn thôi, nhớ làm cùng với nhau. Nào, có 1. Đâu, có 1. 2x 2x nhân 3x bình. Còn nhớ cho nha. Bằng này. Mấy đứa đi khi đi nhân đơn thức với đơn thức là đây là một đơn thức là 2x nè. Đây là một đơn thức là 3x bình này. Đấy, thì mình sẽ lấy số hệ số mình nhân với hệ số. 2 x 3 là bằng 6 Ghi 6 ở đây liền luôn Ok không Sau đó mình sẽ lấy biến Biến là x này Biến là x đây Với là x bình đây Được không à, Hai thằng nhân nhau X mà nhân x bình Thì mũ này là mũ 1 nè Mũ ở đây là mũ 2 này Đấy không Vậy nó sẽ ra mũ 3 X mũ 3 Ok không Đơn giản như vậy thôi Xong rồi Thế rồi Xong rồi Rồi TF câu 2. <laughs> Đơn giản như vậy thôi. Đấy. Ôn ôn lại mà, ôn lại cái cũ mà. Câu 2 đâu? 5 xy nhân cho trừ -4 x bình y lập bằng có ai đáp án chưa? Đó, đáp án là nhiều. Ra chưa? Nào mấy đứa thấy không Lấy 5 Đem nhân cho trừ 4 À sẽ là trừ 20 Đúng chưa Trừ 20 Lấy x Nhân cho x bình ở đây Thì sẽ ra là x lập Đúng chưa x lập À lấy y Nhân cho Y mũ 3 ở đây Thì sẽ ra là y mũ Mũ 4 Đó ghi y mũ 4 thôi Xong ok mấy đứa thế chỗ nào chỗ nào không hiểu nhớ nói à để dừng lại và nói lại ok ba này mấy đứa đừng ngồi chép nha mấy đứa cần phải làm vào ha chứ đừng ngồi chép đừng ngồi chờ chép đừng ngồi chờ chép nhớ lấy à một phần hai s bình y nhanh cho trừ 4 phần 3 x y bình ra nhiêu vậy ừ, âm um, 4 âm um, 4 âm, um, 4 phần 6 x mũ 3 y mũ 3 ừ hay rồi <laughs> mà sao kỳ vậy xong triệt đi số 4 này với số 2 này triệt nè đúng không 2 dưới đây với 4 đây triệt đi ok chưa thì ở trên đây còn 2 dưới đây mất rồi đúng không Vậy là còn trừ 2 ở đây phần 3. Đúng không? Trừ 2 phần 3, trừ 2 phần 3. X mũ, X mũ 3, Y mũ 3 luôn. Đấy, mấy đứa thấy không nhỉ? X bình này, nhân với X này, thì được X lập. Y này, nhân Y bình, là được Y lập. Đấy không? Cực dễ. Xong. 4. Đấy, ba cái đồ yêu này chưa làm chưa làm gì khó mới được rồi đó. À, X bình, Y mũ 3 nhân với 25 trừ 1 phần 25 x y. Đấy, triệt đi mấy đứa ơi. Triệt đi nha, triệt đi. 5 này, 5 phần 2 nhân cho trừ 1 phần 25. Thì số 5 này này với 25 này nè, triệt đi. Thì trên đây mất rồi, còn 1 thôi. Dưới đây sẽ còn 5, đúng không cho nên là lấy cục này mà nhân cho cục này sẽ ra là, là trừ 1 phần 10. Có đúng không? Có nhầm được không? hai này nhân cho 5 ở đây là được 10. Trừ 1 phần 10. 1 10. Làm ơn đừng bấm máy tính. Tao... Tao, 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 đang nghĩ đến cái viễn cảnh mà cô ấm cô cô đang cầm máy tính lên bấm 5 phần 2 nhân cho chiều 1 phần 25 Làm ơn đừng bấm máy tính những chuyện này không bấm máy tính mấy đứa nha yeah à, bấm máy tính là tự nhiên tự coi thường mình rồi tại vì mấy chuyện này dễ ẹc à đúng không đúng không rõ ràng đúng chưa một cộng một bằng hai bấm máy tính làm chi hả à. tiếp x mũ mấy x bình này nhân cho x đây thì được x lập x mũ ba Ừ à, x lập x mũ ba thì mũ bốn à, quá dễ x mũ ba thì mũ bốn sao trời ơi ba cái đầu yêu này làm sao mà làm khó mấy đứa được đúng chưa nha à, dễ mà dễ mà có gì đâu Oh, bài số 2. Số 2. Nói chung là mình sẽ làm luộc hết toàn bộ đứng thế này. À, đây là phần rút gọn. Đấy, luộc hết, luộc hết. Luộc hết bằng này, nói chung là đây là số lượng bài mà năm ngoái người à, mấy anh chị làm trong khoảng um, bao nhiêu nhỉ? 3 tuần. Có lẽ 3 tuần. 3 tuần. Thì mình thì mình sẽ làm nhanh hơn. Tại vì uh, mình học online, mình học online mình sẽ làm nhanh hơn một tí. À, rồi bài số 2 mấy đứa ha. Bài số 2 nhanh đơn với đa Đây, cách nhân đơn với đa này. Chị cho nhá, chị cho xem này. Đây, bài 2. Dễ lắm mấy đứa. Bài 2 nhân đơn với đa này. Ví dụ mấy đứa có một cái đa, cái đơn thức là A đi ha. A. A nhân cho B cộng C đi Đấy mình đâu có thấy không Đơn nhân đa đó A này là một đơn thức nè Ok không Đem nhân với một cái đa thức nè Mình ngoặt lại nha Nhớ ngoặt đa thức lại Đây thấy không Thì Nó sẽ bằng A nhân B Lấy cái đơn đa đó à, Lấy cái đơn con A đó, đó Nhân thẳng vào từng con ở trong cái đa đó A nhân B Cộng cho A nhân C Thấy rồi Thấy không quen không quen không Cái này quen chưa Đó A B cộng B cộng A C Rồi thêm cái nữa này Ví dụ như mình có một cái đa à, Ông đơn chứ à, C nhân cho à, A cộng B cộng C À cộng D đi cộng D Thì mình sẽ ra là Lấy C nhân A là nhân là lượt vô C nhân A Cộng cho C nhân B Cộng cho C nhân D Mấy đứa thấy không Nhân lần lượt lần lượt lần lượt vào Thế là được thôi Rồi thêm cái nữa nha ví dụ như mình có một cái đơn à d nhân cho e trừ f cộng h ví dụ vậy thì mình sẽ lấy d mình nhân lần lượt vào nhớ nhân cả dấu luôn d mà nhân cho e thì sẽ được là d nhân e ok không d mà nhân cho trừ f thì sẽ được là trừ df ok chưa d mà nhân cho h thì mình sẽ được là cộng dh sao Đúng không nhỉ Không. À, thế thôi đơn giản chỉ vậy thôi thấy không cực kỳ đơn giản này là mẫu bài số 1 nè bài số 1 làm dễ này Đây. À, trừ 2 x nhân cho 3 trừ 4 x bằng bằng cái gì mình sẽ lấy trừ 2 x nhân cho 3 trừ 2 x nhân 3 thì sẽ ra là trừ 6 x Đúng chưa? Trừ 6x. Từ từ nha, anh anh nó đang type Sao anh? Có vấn đề gì vậy anh? Trừ 2x này Tiếng nghe bị đứng hoài á Alo Mọi người uh, à nghe rõ mà thầy nghe rõ à ui rồi ôi ánh ánh chạy ra chỗ mà chỗ cục uh, modem mô đâm để mà mà, mà 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 tiếng nó ngon lành tại vì mạng á tại vì mạng á Alo. ừ ừ đây đó đây đứng đây 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 bình tĩnh đang 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 chép Ảnh Ảnh chạy ra chỗ nào mà wifi mặt anh ơi có nghĩa là có ở, ở nhà ở nhà mới đâu có cục wifi á đó chạy ra chỗ đó là ngon nhất đừng nói là đang ngồi đó nha đang nếu mà đang ngồi đó mà vẫn nghe giật giật á thì thì lạ hơi lạ thật hơi lạ thật rồi Chơi nha Tiếp ha Trừ 2x mà nhân cho 3 là được trừ 6x Tiếp tục Trừ 2x nhân cho trừ 4x Trừ đến trừ mới đó thấy không Sẽ thành cộng Cộng cho 8x bình Đúng không nhỉ 2 nè Nhân 4 là 8 X này Nhân x là x bình Chỗ này sẽ được Cộng 8 X bình Xong Vậy thôi Ok không Thì vậy thôi Đấy chỗ này mấy đứa không rút gọn được, tại vì mình đâu có đơn thức đồng dạng đâu, mấy đứa có nhớ nhỉ? đơn thức đồng dạng nhớ không nhỉ? cái biến nó giống nhau, đó. đây là x bình, đây là x chiều, à, mình không có không có rút gọn được, xong bài này đã xong, mấy đứa thấy dễ không? đơn nhân đa cực kỳ dễ luôn, cực kỳ dễ luôn. nào, câu hai nhá, trừ ba x bình nhân cho hai trừ năm x cộng x bình Đấy nó bằng Đây Đi lấy trừ 3x bình này nhân cho 2 Ok không Thì sẽ được trừ 6x bình Trừ 6x bình Tiếp Lấy trừ 3x bình này nhân cho trừ 5x Thì sẽ được là cộng mới đó thấy không Trừ nhân trừ là cộng nè Cộng 15x mũ 3 Đúng chưa? 3 x 5 là 15, x bình nhân x là x lập cộng 15 x mũ 3. Tiếp trừ 3 x bình này mà nhân cho x bình này sẽ được trừ 3 x mũ 4. Ok không nhỉ? x bình nhân x bình sẽ ra x mũ 4, lấy hai mũ cộng nhau thôi, ok? Chỗ này sẽ được trừ 3 x mũ 4. Hết. Như đã nói chỗ này mình không rút gọn được tại vì mình không có đơn thức đồng dạng xong rồi thấy trời ơi dễ chưa Phải không làm được hai bài thì thề luôn chắc bây giờ là mày đứa đã làm được bài số 6 rồi câu 3 này câu 3 này trừ x bình y nhân cho 3 x y trừ x bình cộng cho y rồi làm nhá cùng làm nhá có ai đáp án chưa <laughs> Đây Trừ x bình y Nhân cho 3 x y Thì sẽ được là Trừ 3 Trừ 1 này nhân 3 là trừ 3 nha Trừ 3 x lập Y bình Rồi. Làm bằng mắt còn được nữa Trừ 3 x lập Y bình Ok không Tiếp tục Trừ x bình y này Nhân cho trừ x bình thì sẽ được là cộng trừ nhân trừ ra cộng nhá cộng x mũ 4 y đúng không được chưa cộng x mũ 4 y đấy tiếp trừ x bình y này nhân cho cộng y đây thì sẽ được là trừ x bình y bình đó đâu mày đó y nhân y là y bình chứ gì nữa trừ x bình y bình chuẩn chưa? Ngon chưa? Hết rồi đúng không? Tại vì mình không có đơn thức đồng dạng. Chỗ này là x lập y bình. Chỗ này là x bộ 4 y. Chỗ này là x bình y bình. Đâu có thằng nào giống nhau đâu. Xong rồi, để đó để đó. Đấy. Ok chưa? Ok chưa? À. Chỗ nào không được, chỗ nào thấy thấy nhanh quá nhớ nói để mà chậm lại nha, nhớ nói để chậm lại. Rồi. Bây giờ câu 4 này. Đâu có 4 đâu. 2 trừ 3x bình nhân 4x cộng cho 2x. Rồi. Này đó, nhân chia trước cộng trừ sau nha mấy đứa nhá. Mấy đứa cần phải làm cái này trước. Đa đơn nè. À đúng không lấy con 4 x này nhân vào trong đây à, nhân vào trong đây nha nhân nhá nhân từ bên trái sang bên đó nhá 4 x nhân cho hai ở đây thì được là 8 x đúng nha 8 x này tiếp 4 x mà nhân cho trừ 3 x bình thì sẽ được là trừ 12 x lập đúng nha tại vì 4 này nhân cho trừ 3 trừ 12 x này mà nhân cho x bình là được x x lập không? trừ 12 x lập cộng 2 x ghi lại rồi tới đây bài này mình phải rút gọn rồi có hay rút gọn không nhỉ này chỗ này 8 x này với lại cộng 2 x này là đơn thức đồng dạng ấy không x giống nhau mà rút gọn 8 cộng 2 là bằng 10 đúng không mình sẽ lấy hệ số mình cộng trừ nhau 8 cộng 2 là bằng 10 Vậy mình sẽ ra trừ 12 x lập này Và cộng 10 x sau Được rồi đó Ok không? Còn, có, có còn, còn nhớ cái vụ mà à, đơn thức đồng dạng cộng trừ nhau không? À, 8 này Đây 8 x với lại 2 x này là đơn thức đồng dạng à, Lấy hệ số 8 với 2 cộng lại là 10 Thế thôi đơn giản Thế rồi Thấy không? Nè làm dễ lắm Dễ lắm Bá đồ yếu mà Cô 5 này 7x lập Trừ cho Bao nhiêu đây S bình Trừ 2x Đây trừ 2x bình Rồi Rồi Nhân chia trước cộng trừ sau mới đúng nha Đây chỗ này Đấy chỗ này là mình sẽ lấy trừ 2x bình này mình nhân vào cái ngoặc này à, vậy 7 x lập dấu trừ ngoặc đây trừ 2x bình nhân cho x bình thì sẽ được là trừ 2x mũ 4 đúng chưa trừ 2x mũ 4 tại vì sao trừ 2 nhân 1 ở đây là bằng uh, trừ 2 x bình này nhân x bình này là x mũ 4 chỗ này là trừ 2x mũ 4 một cái thứ hai lấy trừ 2x bình này nhân vào trong đây à trừ 2 nhân trừ 2 này mình sẽ ra là cộng 4 cộng 4 x bình này nhân cho x ở đây thì sẽ được là x lập à, cộng 4 x lập rồi tới đây có câu hỏi được đặt ra tại sao mình lại ngoặc lại như vậy nãy giờ mình cứ nhanh vô mình có ngoặc nghiếc gì đâu đúng không nãy giờ nè cứ nhanh vô thôi tại vì sao ở đây lại có một cái ngoặc tại vì nhớ lấy trước đa thức là dấu trừ phải dấu trừ không phải không trước một cái đa thức này à, là dấu trừ thì mấy đứa cần ngoặc cái đa thức lại đấy cần ghi ra đây nhá cái đó quan trọng đây là cái thứ mấy đứa chuyên môn sai luôn trước đa thức Trước đa thức là dấu trừ à, thì ngoặc đa thức vô ngoặc đa thức lại ok chưa đóng ngoặc đa thức lại à, và sau đó mình sẽ làm một cái động tác là phá ngoặc đổi dấu được không? à sau đó phá ngoặc đổi dấu phá ngoặc đổi dấu này bằng thì uh, trước ngoặc là dấu trừ còn nhớ vụ đó nhờ phá ngoặc đổi dấu trước ngoặc là dấu cộng thì giữ nguyên những gì ở trong ngoặc trước ngoặc là dấu trừ thì phá ngoặc đổi dấu đổi dấu cho bằng hết bảy x lập này đấy bảy x lập này rồi đó thấy không vậy là đổi dấu nha trừ hai x bốn này đang là dấu trừ đổi thành dấu cộng cộng hai x bốn cộng bốn x lập này đang là dấu cộng đổi thành dấu dấu trừ trừ 4 x lập thế thôi vậy nè 7 x 3 trừ 4 x 3 thấy không đấy thì lấy hai hệ số trừ nhau lấy 7 này trừ 4 này 7 x 4 bằng 3 chứ mấy đúng không nó sẽ thành là à, 3 x mũ 3 à, không 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 xin lỗi mình cần phải đi uh, đi rút gọn từ bậc cao nhất xuống bậc cao nhất là bậc 4 nhá bậc 4 có mỗi con này thôi ghi lại em mới đó ha nhớ rút gọn theo trật tự từ, từ cao xuống thấp 2 x 4 cộng cho như đã nói 3 x mũ 3 xong rồi phải xuống dòng à Ừ đi xuống dòng được không nhở cộng 3 x mũ 3 ok không nhở rồi trong câu 5 này đây là điều cần nhớ trước đa thức là dấu trừ thì để ngoặc vào ngoặc cái đa thức lại rồi phá ngoặc đổi dấu hay nếu như mai mốt mấy đứa đã nhớ cái đó rồi và muốn làm nhanh thì mấy đứa cứ đổi dấu luôn đổi dấu luôn nghĩa là sao nè là đây thằng đa thằng đơn nhân đa này hai thằng này nhân nhau chắc chắn sẽ ra một đa thức đúng không trước đó là dấu trừ thì đổi dấu luôn trừ 2x bình nhân cho x bình này sẽ ra trừ 2x mũ 4 và đổi dấu ngay lập tức thành cộng 2x mũ 4 phải không trừ 2x bình này nhân cho trừ 2x này sẽ ra là cộng 4x mũ 3 và đổi dấu liền sẽ thành trừ 4x mũ 3 ok không Đấy. nếu như mấy đứa quen rồi thì mấy đứa có thể làm tắt qua bước này nhưng thật sự ghi cái bước này chỉ tốn vài giây thôi à, chỉ tốn vài giây thôi Đấy. vậy thôi nên mình ghi bước này hay hơn ngoặc đa thức lại rồi phá ngoặc đổi dấu à, rồi rút gọn được chưa thế rồi câu 6 6 đâu 2x mũ 8 Ủa sao bay làm lẹo bây Có mấy bài mà làm lẹo ta à. 7 bài Đúng không ta À 7 bài Ừ ok bài 6 nào câu 6 trừ 1 phần 2 Ôi, ơi, 7 7 7 7 rồi trừ 1 phần 2 x mũ 5 2x mũ 3 trừ 4x cộng 6 trừ x mũ 5 rồi mấy đứa có thể đi làm ngang cũng được hoặc xuống dòng bằng cũng được tùy mấy đứa à, tùy bài này dài quá thì thôi xuống dòng nhìn cho nó, nó thoải mái đây mấy đứa thấy không? Mình cần phải nhân chia trước cộng trừ sau. Đây đem nhân cái đầu cục vào vô. Đem nhân cả trừ 1 phần 2 luôn nhá. Đừng để dấu trừ đây nhá. Đem nhân cả trừ 1 phần 2 xuống 5 mà luôn. Đâu bằng 2 x mũ 8 giữ lại. Rồi nhân nha. Trừ 1 phần 2 x mũ 5 mà nhân cho 2 x mũ 3. Thì được bao nhiêu? 2 này dưới đây. Với 2 trên đây triệt rồi đúng chưa thì chỉ còn trừ một thôi đúng không còn hệ số dấu trừ thôi x mũ 5 mà nhân cho x mũ 3 thì nó sẽ ra x mũ mũ 8 rốt cuộc chỗ này là trừ x mũ 8 một cái được không nhỉ tiếp trừ 1 phần 2 x mũ 5 mà nhân cho trừ 4 x thì cái số 4 này này với số 2 này bị triệt rồi ok không nhỉ thì hai là mất trên đây chỉ còn hai thôi trừ nhân trừ là ra cộng x mũ 5 nhân với x thì ra x mũ 6 tóm cái váy lại mình sẽ được cộng 2 x mũ 6 ok chưa hey. <laughs> tiếp trừ 1 phần 2 x mũ 5 nhân cho cộng 6 ở đây thì số 2 này với số 6 này triệt rồi mất rồi Vậy chỗ này còn 3 thôi Đúng chưa Chỗ này còn 3 Trừ nhân Cộng Thì ra trừ Trừ 3 Tất nhiên Trừ 3 x 45 Tại vì bên đây có x quá đâu Bên đây có biến đâu Giữ cái biến x muốn nằm lại Rốt cuộc chỗ này ra trừ 3 X 45 Xong Trừ x 45 ghi lại Rút gọn nha Rút gọn Từ bậc cao nhất xuống Luôn luôn Mình làm như vậy Về lâu về dài Mình sẽ lợi hơn là rút gọn Tùm lum tùm la Ok bằng đâu bậc cao nhất là x mũ 8 Đấy thấy không bậc cao nhất là x mũ 8 đấy bậc cao nhất là x mũ 8 2 x mũ 8 mà trừ x mũ 8 thì còn x mũ 8 chứ mấy đúng chưa thì nè 2 nè 2 trừ cho 2 trừ cho 1 thì còn 1 chứ mấy đúng chưa à, rồi tiếp cái x mũ 6 này thì không có gì giống nó rồi giữ nguyên lại cộng 2 x mũ 6 trừ 3 x mũ 5 trừ thêm x mũ 5 nữa thì sẽ là, là trừ 4 x mũ 5 trừ 4 x mũ 5 đúng nha thì trừ 3 với trừ 1 không ra trừ 4 chứ gì mấy tới đây xong rồi đây là bạn ok mẹ đúng không nhỉ đấy đó là nhân đơn với đề với đà nghe không nhân đơn với đà nghe không nhân hết toàn bộ và thôi có gì đâu đúng không cầm cái đơn đó đem nhân vào từng cái nhỏ nhỏ ở trong đa ghi à, nhân tới đầu ghi ra tới đó ghi, đến đầu, ghi tới, đó, tới đầu ghi tới đó nhanh tới đầu ghi tới đó thế rồi à muốn nhân đơn với đơn thì mình sẽ lấy số mình nhân cho số trước chữ nhân chữ thế thôi rất đơn giản bài số 3 nhân đa với đa này cái này mới điên điên này này liên đây đa với đa nha đây cái này nó nó hơi nó hơi hắc não nhá nhưng mà cũng dễ lắm đừng lo bài bà nó chỉ hơi mới hơi lạ một tí thôi này đây rồi đây đầu tiên chị nhân đa với đa làm thế nào nha nhân đa với đa ví dụ mấy đứa có uh, ví dụ mình có a cộng cho b đem nhân với c cộng cho d ví dụ vậy, được chưa? À, nó bằng cái gì rõ ràng đây anh ta nhá, bằng này nhá. Mấy đứa sẽ lấy lấy nhân lần lượt, à, đầu tiên lấy a nhân cho cái cục này trước, ok chưa? Sau đó lấy b nhân cho cục này sau, à, nhân này, mấy đứa nhân nè lấy A nhân C thì sẽ được là AC. Tiếp A nhân D thì sẽ được là cộng AD. Tiếp tiếp tục hết rồi đúng không? Bên đây nhân hết rồi đến con B. B nhân với lại C thì sẽ được là cộng BC. Tiếp cộng B nhân với lại cộng D này thì sẽ được là cộng BD. Ok chưa? Xong. Đó là đa nhân đa. <laughs> ok chưa? Đó là đa nhân đa nhá. Rồi, thêm cái nữa ha, thêm cái nữa ha. Ví dụ như A trừ B nhân với C trừ D. Rồi, đây trừ nhá, trừ nhá, đây, nhân nhá. Lấy A nhân cả dấu cho mấy đứa nha lấy A nhân C thì sẽ được là AC. Tiếp, lấy A nhân cho trừ D. Ok không? Có thấy nhân cả dấu không? A nhân trừ D thì sẽ được là trừ AD. Trừ AD. Tiếp. Lấy trừ B ở đây, nhân cho C ở đây, thì sẽ được là trừ bc ok không nhỉ? Trừ bc trừ bc tiếp lấy trừ b nhân cho trừ d thì sẽ được là cộng bd tại vì trừ nhân trừ ok ok đúng ok ok bd ok ok không ok không hey. <laughs> rồi tiếp nha thêm cái nữa ha thêm cái đi bây giờ nhân hai ba con ha a cộng cho c đem nhân cho b trừ uh, d uh, cộng cho không trừ luôn trừ e e à, ấy, ok chưa nhân nhau mấy đứa nhá đây lấy a nhân cho B thì sẽ được là AB. Tiếp, lấy A này đem nhân cho trừ D nhân cả dấu cho mấy đứa nha, nhân trừ D thì sẽ được là trừ AD. Trừ AD. Tiếp, lấy A nhân cho trừ E thì sẽ được là trừ AE. Trừ AE. Ok. Tiếp Lấy C Nhân cho B Thì sẽ được cộng nào cộng nào đúng không Cộng hết nha à, C nhân B là cộng CB Cộng CB Tiếp Lấy cộng C Nhân cho trừ D Thì sẽ được là Trừ CD Trừ CD À Lấy cộng C này Đem nhân cho trừ E Thì sẽ được là trừ CE Ok không? Trừ CE Trừ CE Xong à, Mình đã thấy không nè Chỗ này Cái đa này có hai con Đa bên đây có hai con hai con nhân hai con sẽ được bốn con tất cả một con hai con ba con bốn con mới thấy không chỗ này có hai con cái đa này có ba con hai con mà nhân ba con sẽ được sáu con tất cả một 2 3 4 5 6 rõ ràng đúng không? Đấy, khỏi thiếu đúng không? Mình đếm lại cho nó khỏi thiếu. Thế rồi. À ok chưa? Rồi, làm nha. Vào bài này. Có 1 Câu 1 đâu? x 3 đem nhân cho x 7. Rồi. X, x, nhỏ, x, nhỏ, x nhỏ, x nhỏ, x nhỏ Này để x nhỏ rồi bằng Nào, nhân nhân cùng với nhau mấy đó nha Nhân cùng với nhau nè X Đây là đa nhân đa nha X nhân x này Sẽ được là x bình X nhân x không ra x bình Chứ là x mấy, đúng không? X nhân x ra x bình Nhân nhân nữa nha Làm ơn nhanh nha Chứ không phải cộng như bay nha Đi nhân từng lần lượt vào X này Nhân trừ 7 thì sẽ được là trừ 7x ok không trừ 7x tiếp trừ 3 này nhân cho x ở đây thì sẽ được là trừ 3x trừ 3x trừ, 3x. trừ 3 nhân cho trừ 7 thì được là cộng 21 nhớ nhân cả dấu sau đó mình sẽ đi rút gọn từ bậc cao nhất xuống bậc cao nhất là bậc hai nè có mỗi mình nó à ghi lại hoi ghi lại hoi trừ 7 x trừ 3 x là bằng trừ 10 x trừ 7 với trừ 3 này ra trừ 10 đúng nha trừ 10 trừ 10 x rồi còn cậu 21 ghi lại thôi đâu có thằng nào giống nó đâu xong đó là đây em ta ok man ok guys Ok guys Đấy Những bài sau tương tự Câu 2 này Câu 2 là cái gì X 2 nhân cho 3X 4 Nhân nào Đấy đi ghê luôn nó miệng nói trừ 4 thì lại ghi là chữ 3 nào nhân với nhau nhá này nếu như mà nhanh quá thì mấy đứa nhớ nói để mà chậm lại nha Chẳng sao hết tao sẵn sàng chậm lại X này nhân 3X đây thì được là 3X bình Đúng rồi X nhân X là 3X bình nha à, 3X bình Tiếp, X này nhân trừ 4 thì sẽ được là trừ 4X Tiếp, trừ 2 nhân cho 3x ở đây thì sẽ được là trừ 6x được chưa tiếp trừ 2 nhân trừ 4 thì sẽ được là cộng 8 được không? cộng 8 rút gọn từ bậc cao nhất xuống đây 3x bình đâu có gì với nó đâu đâu có gì giống nó đâu đúng không giữ lại 3x bình trừ 4x này với trừ 6x này thì được bao nhiêu nhỉ trừ trừ 10x đó ràng đúng không Chủ 10x 8x ta 8 này giữ nguyên lại tại vì đâu có thằng nào giống nó đâu cộng 8 xong Ok ra yeah. có Cô 3 Trừ 6 Nhân với X cộng Y Nhân với X trừ Y rồi Đáp án cuối cùng là bao nhiêu đứa À không không từ từ Bài này phải 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 phụ với đối nhanh chứ Làm sao mà mới đối nhanh được Cái bài này nó hơi mới Tại vì vừa đơn Nhân đa là nhân đa nữa Thì à, à, mấy đứa sẽ đi lấy đa nhân đa trước nha à, Thường thường mình sẽ lấy hai cái đa nhân với nhau trước Cho nó dễ Cái trừ 6 ghi lại Trừ 6 ghi lại Đa nhân đa, và đa và cho bằng mặt à, kết quả của đa nhân đa cho bằng ngoặc nhân nhá x này nhân với x thì là x bình, x bình, ok? x này nhân với trừ y thì là trừ xy, trừ xy, ồ bảy bảy bảy, trừ xy. Con y này nhân cho x đây thì sẽ được là cộng yx tiếp con y này mà nhân cho trừ y thì sẽ được là trừ y bình xong rút gọn lại nha rút gọn trong mặt trước cho mấy đứa nha cho nó gọn đã trừ sáu rút gọn từ bậc cao nó xuống x bình này giữ nguyên chẳng có thằng nào giống nó hết được không tiếp trừ x y với là cộng y x này mất rồi tại vì sao tính nhân có tính giao hoán nhanh có tính giao hoán is này thì cũng giống như là xi SI thôi à, đổi nhau mới đó à, trừ xi SI với lại cộng is đổi nhau bỏ bỏ đi ha trừ y bình này giữ lại sao trừ y bình đấy bây giờ mình mới tự nhiên có dấu bằng đâu rồi dấu bằng đâu rồi dấu bằng mất tiêu rồi đây dấu bằng đây bây giờ mình sẽ nhân vào nhân trừ sáu vào Nhanh à. nhân trừ sáu nhân đơn với đa trừ sáu này nhân x bình thì được là trừ 6x bình Ok Trừ 6 Mà nhân với trừ y bình này Thì sẽ được là cộng 6y bình Đúng không Trừ với trừ đó cộng nè Thấy không Trừ với trừ đó cộng Cộng 6y bình Sau Ok chưa Nhớ nha Nhớ thôi thể loại nha Khi mấy đứa gặp ba thằng nhân với nhau như vậy Vừa đa Vừa đơn Tùm lum la hết thì mình sẽ lấy đa nhân đa trước thường là như vậy giữ nguyên cái đơn này lại trừ 6 là đơn thức nè à, giữ nguyên lại lấy đa nhân đa cho vào ngoặc xong rồi mình lại rút gọn trong ngoặc một bước nữa rồi thêm một bước nhân lấy đơn này nhân cho đa này ra cái này xong tới đây thì có lẽ không cần phải rút gọn rồi đúng không này rút gọn được cái gì đâu Đấy. câu 4 này bốn đâu xa trừ 2 xa cộng 2 đáp án cuối cùng ra gì mấy đứa đáp án cuối cùng ra gì come on 2 phút Thôi rồi làm làm trong 2 phút coi sao đã đánh chưa bằng x mũ 2 à, bằng x mũ 2 y e mũ 2. Ừ, thiếu vậy? Nhanh nha. Sửa này. x x x y đây nhân với là x y này thì sẽ ra x bình y bình x bình y bình đúng nha thấy không tiếp x y này nhân cho cộng 2 này thì sẽ được là cộng 2 xy mới thấy không cộng 2 xy tiếp trừ 2 này nhân cho xy ở đây Đấy. thì sẽ được là trừ 2 xy trừ 2 xy trừ 2 này nhân với lại cộng 2 này sẽ ra là trừ 4 đúng không lại hồn trừ 2 nhân với 2 thì phải ra trừ 4 chứ đúng không trừ 4 rút gọn từ bậc cao nhất xuống rồi đó đây bậc này bậc cao nhất nè hết rồi có mỗi bình nó à x bình y bình x bình y bình được không hai xy này với lại trừ hai xy này mất rồi mất rồi trừ bốn này ghi lại xong x bình y bình trừ bốn Ok không? À. Ok mấy đứa nhân nhân cho đủ mấy đứa nha. Nhân cho đủ vào, nhân cho đủ vào. À. Đừng nhân thiếu, đừng nhân sai bay. Nhân nha, nãy giờ mình nhân nha chứ không phải cộng đâu thì tần là nhân đã đời vô, lấy này nhân đã đời vô đây xong rồi bắt đầu mình cộng trừ cái này ra đáp án này. Ok à. Nhân chia trước cộng trừ sau mà. Câu 5. 3 6 cộng cho x một trừ x trừ hai x bình nào nhân cùng với nhau nhé mấy đứa nhá à đầu nguyên cục này là vừa đơn vừa đa nhân nhau này cho nên mình sẽ giữ lại cái đơn ba này giữ lại con ba này nhá lấy đa 6 cộng x này nhân cho cái đa lớn này ok chưa giữ lại con ba này này thấy không có ngoặt vô mà ngoặt ra nhân đa vô 6 nhân với 1 bằng 6. 6 nhân với trừ -x thì bằng -6x. Tiếp. 6 nhân với -2x bình thì được là -12x bình. Ok chưa? Yeah. 6 nhân trừ -2 là bằng trừ -12 nè. -12x bình. Tiếp. cộng x nhân với 1 ở đây thì được cộng x chứ mấy? Đúng không? Cộng x Nhân với trừ x Là bằng trừ x bình Nha Cộng này nhân trừ này ra trừ X này mà nhân x này ra x bình Chỗ này là trừ x bình Ok chưa X này Đem nhân trừ 2 x bình này Thì được là Trừ 2 x lập X này nhân x bình ra x lập Ok không Trừ 2 x lập được không mấy đứa Đi rút gọn ở trong lại. Nhớ đi rút gọn ở trong lại nha. bằng Đâu ba đi lại. Lại đâu? Rút gọn từ bậc cao nhất xuống. Luôn luôn nhớ như vậy. Rút gọn từ bậc cao nhất xuống. Bậc cao nhất của mình là là lập phương đây. Trừ hai x lập đây. Bảy bảy bảy. Đây. Tiếp tục Trừ x bình A à, là x bình nha Đây 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 Trừ 12 x bình này Trừ x bình này Thấy không nha Là bao nhiêu nha Trừ 13 Rõ ràng đúng không Trừ 13 x bình Trừ 13 x bình Tiếp Trừ 6 x này Với cộng x này Là bao nhiêu Là Trừ Trừ 5 x Đúng không Trừ 6 với cộng 1 tới là, là trừ 5 Trừ 5 x còn 6 rồi thôi có mỗi mình nó à, để lại thôi. Cộng 6. Đúng không nha? Sau đó là mình sẽ đi uh, đi nhân 3 vào. Đi nhân 3 vào nhá. Ừ nhân 3 vào. Nhân 3 vào dễ thôi. 3 nhân trừ -2x lập là trừ -6 x lập. Đúng chưa? 3 nhân trừ -13x bình sẽ được trừ 39 đúng không? 3 nhân 13 là 39 nhỉ. 39x mũ uh, 2. 3 nhân trừ -5 thì được trừ -15. x phải không? 3 nhân 6 là 18 cộng 18. Xong. Ok không nhỉ? 6 36 6 thôi 36 thôi 2x 3 Nhân với x bình Trừ 2x cộng 5 Rồi Chơi nha Đang đang là mới đó thấy không Nhân là lượt bằng nha 2x này nhân x bình này thì ra là 2x lập đúng nha 2x này đem nhân cho trừ 2x này thì ra là trừ 4x bình đúng không 2 nhân trừ 2 là trừ 4 x này nhân x là trừ là x bình trừ 4x bình tiếp 2x này đem nhân cho cộng 5 thì được là cộng 10x Ok Thế Trừ 3 Đem nhân cho x bình Thì được là Trừ 3x bình Trừ 3 Nhân cho Trừ 2x này là Bao nhiêu Trừ 3 nhân trừ 2 là, là Là cộng 6 đúng không Cộng 6x Đúng không X này không có giữ lại thôi à, Cộng 6x Tiếp trừ 3 mà nhân cho cộng 5 là bằng trừ 15. Đấy. Rút gọn từ bậc cao nhất xuống, nhớ chưa? Rút gọn từ bậc cao nhất xuống. Bậc 3 có mỗi thằng này thôi, đúng không? 2x lập. Rồi. Trừ 4x bình này thì có mỗi thằng này thôi, đúng chưa? Trừ 4x bình. Rồi. Bậc nhắc nhất. Bậc nhất đâu? cộng 10x với lại cộng 6x là bằng cộng 16x. Đúng chưa? 10 với 6 là 16 không, mấy đứa, thấy không? Tiếp tục là trừ 15. Hết rồi, có mỗi mình trừ 15 à, có mỗi mình nó à. Ghi lại thôi. Được không mấy đứa? À, được không? Ok không? Ok không? Okay không? nếu ok à, mấy ông thầy mấy ông thầy ngoài bắc hay hay có vụ đó à, tao tao hay xem mấy ông thầy ngoài bắc dạy live với dạy online đấy nếu như các em thấy ok thì hãy comment xuống câu ok để mà thầy qua câu mới <laughs> sao ok không ok không mọi người nữa mọi người có ra 2 x lập trừ bốn x bình cộng 16 sáu trừ mười không Thở à, mấy đứa Mấy đứa có ra y chang như vậy không? Ở cái, ở cái chỗ uh, 4 x mũ 2 còn thiếu cái uh, chữ bán x mũ 2 thầy Đúng rồi Thiệt tình Tao cố ý tao làm sai mà chỉ có mỗi thằng thắng nó lên tiếng rồi bay Ừ À tao có ý tao làm sai tao có ý tao quên cái trừ bias bình đi mà chỉ có mỗi sau mỗi thằng thắng lên nó 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 thấy hay là mọi người đều thấy mà không thể không chịu lên tiếng hay là chưa kịp lên tiếng hay là không dám lên tiếng <laughs> à mấy đứa có thể mấy đứa có thể làm mọi cách nếu như mấy đứa thấy ở trên đấy sai đấy nha nói 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 cho biết trước nha ôi giời ơi sợ sai trời ơi sợ sai thế nào nhục trời ơi nhục nhục là thế nào chẳng gì nhục hết khi mình sai chẳng nhục gì hết khi mình sai mà không chịu sửa đấy mới là nhục nhớ lại bay nhớ cái bay nhớ lời tao đấy khi mình sai á, thì mình nhận lỗi sai và mình bằng mọi giá mình sửa cái lỗi của mình chẳng có gì nhục hết đúng không, không có một cái gì nhục hết à còn nếu như mình thấy mình sai Hoặc là mình thấy cái đó sai Mà mình không chịu lên tiếng Mình không chịu thừa nhận cái lỗi đó Và mình không chịu sửa luôn Đấy gọi là nhục Cái đó còn tệ hơn nhục nữa Cái còn tệ hơn nhục nữa Khi mấy đứa thấy sai Mấy đứa cứ lên tiếng hỏi à, Chỗ đó như thế nào vậy thầy Tại sao chỗ này là x bình Chỗ này cũng là x bình luôn Mà hả, Chị là không lấy trừ 4 với trừ 3 ra trừ 7 Tại sao lại trừ 4 đây Đấy Mấy đứa cứ thấy sai là phải lên tiếng nhớ lấy Được chưa nhớ nha nhớ nha Cứ lên tiếng cứ hỏi Ừ cứ hỏi thôi có gì đâu thấy không Đấy nhớ nha Chỗ này với chỗ này là cần phải cộng với nhau Trừ 4 ở đây với trừ 3 ở đây Thì được trừ 7 Trừ 7x bình mới đúng Trừ 7x bình mới đúng Ok chưa yeah. Nhớ trừ 7 Nha à, làm ơn thấy sai thì lên tiếng và thêm một cái nữa, thêm một cái nữa, mấy đứa cứ cố, cố gắng làm thật đúng vô nha. À, khi mà mình làm đúng á thì mình chẳng sợ cái gì hết nhớ lại, đừng sợ sai nhá, làm ơn đừng sợ sai. khi mà mình sợ sai thì mình nói thật là mình chẳng làm được gì hết, nói thật đấy, đừng sợ sai, à, cứ chơi thôi, cứ làm thôi, cứ nói thôi, đừng sợ sai tại mình á mình mình là mình chỉ sợ là khi mà mình sai á mình không biết nhận lỗi và mình không biết sửa lỗi thôi cái đấy là một cái là cái thứ cần phải sợ được chưa còn sai á trời ơi ai chẳng sai đúng chưa ai chẳng sai có phải thần thánh đâu mà 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 không sai đúng không đấy nó vậy nhớ đấy nhớ đừng sợ sai đừng sợ sai có vậy có vậy x 3 4 2 x à rồi à, nói nói vậy chứ à, cái này này là cố ý để mà bay biết nhá à, chứ à, lâu 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 trên đây tao vẫn sai như vậy nói thiệt lâu lâu làm một ngàn bài thì vẫn sai một bài thật là sai ẩu á hai cộng một bằng bốn á à đấy sai ẩu á nha nhớ khi mà sai ẩu thì nhớ nói liền nha chứ đừng có đâm đầu theo nha đâm đầu theo coi chừng chết thảm nha đừng nhớ nói nhớ nói nha thấy sai là nhớ nói thầy ok chưa Lâu, lâu lâu tao bị phân tâm chuyện này chuyện khác tùm lum la là tao cũng đáng trí lắm à rồi ba có bảy nha mấy đứa có thấy không nhỉ đây là đa nhân đa đúng không nhưng mà trước đa có dấu trừ cho nên mình cần phải để ngoặc vô nhớ trước đa có dấu trừ thì để ngoặc vô đây để ngoặc này trừ này ngoặc kịch vô cái rồi nhân vô x nhân 4 là 4x tiếp x nhân trừ 2x là bằng trừ 2x bình thấy không mấy đứa mấy đứa nhầm nhầm trong đầu nhầm tới đâu ghi ra tới đó nhầm tới đâu ghi tới đó trừ 2x bình trừ 3 nhân cho 4 thì được trừ 12 trừ 3 mà nhân cho trừ 2x thì được là trừ 6x sau nhân xong thấy không hai hai con nhân hai con thì sẽ ra bốn con sau đó mình sẽ đi rút gọt ở trong ở trong ngoặc rút gọt ở trong ngoặc này đây rút gọt từ bậc cao nhất xuống nha rút gọt từ bậc cao nhất xuống trừ hai x bình này với lại ờ à, à, có mỗi nó thôi à, là trừ hai x bình bốn x này với lại trừ sáu x này là trừ 2x trừ 12 này giữ nguyên ok không à. tiếp tục là mình sẽ làm cái trò là đi phá dấu ngoặc đúng không tại vì trước ngoặc là dấu trừ thầy ơi nói cái chỗ uh, trừ 2x uh, thiếu trừ ừ, 6x nè trừ 6x Đâu nè 4x này 4x này với trừ 6x này là bằng trừ 2x đúng không đúng không 4 này với trừ 6 là bằng bằng trừ 2 đúng không 4 với trừ 6 là trừ 2 nhá Ok không Ok không Rồi 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 okay, okay. Rồi rồi ok Rồi sửa lại thôi chẳng có gì hết Đi phá hoạt đổi dấu mới được ha Trừ 2x bình này phá hoạt đổi dấu thì sẽ thành 2x bình Được không Tiếp Trừ 2x này đổi dấu thành cộng 2x trừ 12 này đổi dấu thành cộng 12 sau ok chưa Hai ơi nói âm 3 nhân âm 2 x ra cộng 6 x chứ thầy âm 3 nhân âm 2 à ha đúng rồi đúng rồi ha lại ẩu tả rồi, lại mẹ tôi, hồi nãy tao mới nói xong, bây giờ tao làm tao làm đầu hết luôn, ok ok trừ 3 x 2, vậy để coi lại coi, x 4 x 2 x bình À, trừ 12, đúng rồi, trừ 3 x trừ 2, phải ra cộng 6 ở đây chứ, đúng rồi ha, cộng 6, ok À, vậy thì 6 này với lại 4 này là cộng 10 nha, đúng không, cộng 10, cộng 10 x, ok không Và cộng 10 này mình sẽ đổi dấu thành 10 sao ai chọn chưa chọn chưa rồi à tất nhiên là nếu như mà mấy đứa đi thi mà muốn muốn biết mình làm đúng hay làm sai ấy thì có một cách là bấm máy có một cách bấm máy để mà check cái đáp án của mình từ đây có ra đây nè có đúng không này nhá mấy đứa lấy máy là nếu như có máy tính ở đó thì mấy mấy bấm à, mấy đứa bấm x vào luôn x trừ 4 bốn trừ x bấm hết tất cả vào đây nếu như muốn bấm x á, thì bấm bấm alpha rồi đó mấy đứa bấm cái ngoặc này nè Là ra chữ X Đúng không Alpha Ngoặc là ra chữ X nha Bấm hết toàn bộ vô Trừ Bỏ ngoặc Bấm cái đề vô nhá X Trừ 3 Nhân với Alpha À quên 4 chứ 4 Trừ 2X Đóng ngoặc vô Ở à, Ok chưa Rồi mình sẽ lấy cái đề nè Mình đem trừ cho đáp án mình ra Đáp án mình ra cục này đúng không cho đáp án vào trong ngoặc luôn cho đáp án vào ngoặc nha 2 x bình trừ cho 10 x cộng 12 à, đúng không? lấy cái đề trừ đáp án đáp án nằm trong ngoặc bấm dấu bằng nếu như ra không nghĩa là mình làm đúng còn nếu ra một cái khác ví dụ ra một số khác với nhiệm vụ 5 7 10 trừ 3 gì đó à thì nghĩa là mình làm sai Ok giờ làm sao thì cần phải coi lại dấu hay là nhân sai như thế nào đó Ok à, đó là cách check đáp án Được chưa? Lấy cái đề trừ đáp án nếu ra không nghĩa là đúng Câu 8 nào Trừ 2 nhân cho 6 cộng cho x Bây 77 cộng x nhân cho um, x 3 Đấy. Nhân nào mới được Ôi, đây ba con nhân nhau rồi, đúng không? Chữ 2 nhân đa nhân đa này. Vậy thôi, mình lấy đa này, mình nhân đa trước nha. À, lấy đa nhân đa trước. Bằng chữ 2 ghi lại này. Ok không? Rồi, đa nhân đa để trong ngoặc cho mấy đứa nha. 6 nhân x thì được là 6x. 6 nhân chữ 3 thì được là chữ 18. Đúng nha. Chữ 18. X Nhân x thì được là x bình X mà nhân cho Trừ 3 thì được là Trừ 3 x Ok chưa nhỉ Trừ 3 x Bây giờ rút gọn ở trong mặt là trước Trừ à, 2 Cho nó gọn đi đã rồi ấn nhân vô Nhân vô đường ra lắm Rút gọn thì cái quy tắc rút gọn là Rút gọn từ bậc cao nhất xuống Ok không nhỉ Rút gọn từ bậc từ bậc cao nhất xuống đâu x bình bậc cao nhất nè có mỗi mình nó à x bình 6x nè với lại trừ 3x là bằng cộng cộng 3x ok không nha cộng 3x hết rồi còn trừ 18 thôi ok man ok man bây giờ mình sẽ nhân con trừ 2 vô à trừ 2 mà nhân cho x bình là trừ 2 x bình trừ 2 nhân 3 là bằng trừ 6x đúng chưa trừ 2 nhân cho trừ 18 thì được là cộng cộng bao nhiêu nhỉ 28 36 đúng không cộng 36 đấy bá đồ yêu này cần gì máy tính đúng chưa hết rồi tới đây chẳng rút gọn rút kiếp gì được đó à, khác nhau học một trời một vật mà xong ok không ok không hê hê mấy làm được hết đừng lo ha soạn bảy bài thôi chứ bài nào mấy đứa cũng làm được hết đó. khi mà đã làm được tới bài này rồi bảy bài còn lại là y chang như vậy mấy đứa coi rồi à, làm cũng được à, rặn rảnh mà đúng không trong tuần này và thêm một tuần sau nữa là mấy đứa sẽ rảnh ở nhà tại vì mình chưa đi học à đầu tháng 9 à không cuối tuần này nữa nhờ đúng không cuối tuần này nhớ coi trên web của trường với đó à, nhớ coi trên web của trường nếu như à, có thông báo gì á, thì à, cập nhật nhá thôi lại quên người ta đi học à, đi học à, à, cả tuần rồi mình vẫn ở nhà mình chơi chơi là không được nha nhớ coi trên web của trường mà có lẽ à, không cần đâu nha chẳng cần đâu tại vì nếu như mà ở trên ở trên uh, face á ở trên facebook á là nó có một cái uh, pay là trường ngô quyền hay sao á ngô quyền high school của yêu gì á không nhớ nữa À, hay là hay là nói chung là trường gần như trường nào cũng có web web của trường đó hết đó, à, thì uh, kết bạn với mấy cái uh, trường đó rồi uh, uh, có tin thì nó uh, cho nó 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 hiện lên cho mình xem đến dẹp vậy thôi, ok hay là có thể lên web của trường cũng được, sao cũng được hết nhớ chín nha cầu chín nào nãy giờ nãy giờ làm nhà làm nhà em chắc bay làm xong câu 9 rồi nha. trừ S bình trừ 3 2S bình 2/3 x cộng 1 Rồi, làm như vậy đó. Hiểu chưa? Đại tam tài thì sẽ ra một đa. Câu trường trước để ngoặt vô, đấy, ok giờ nhanh cho mấy đứa nha. đâu? x bình mà nhân cho 2x bình sẽ được là 4x mũ 4, đấy, bảy 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 bốn cái con khỉ, 2x mũ 4, khỉ gió, ồ à, tạo quá, ồ tạo quá, 2x4x bình nhân x bình là 2x4, à, 2 nhân 1 là bằng 2 x bình mà nhân cho trừ 2 phần 3 x thì sẽ được là trừ 2 phần 3 x mũ 3 có đúng không nhỉ đúng không x bình mà nhân x là x mũ 3 x bình mà nhân cho cộng 1 thì được là cộng x bình được chưa tiếp đi nhấn lấy con trừ 3 nhân vô trừ 3 nhân cho 2 x bình sẽ được là trừ 6 x bình trừ 3 nhân cho trừ 2 phần 3 x thì cái trừ này nhân trừ sẽ được cộng nè đúng không dấu cộng nha rồi 3 này mà nhân cho 2 phần 3 thì là 3 này với 3 triệt rồi chỉ còn số 2 thôi đúng không à, 2 x đúng nha 2 x nha 2 x nha trừ 3 này mà nhân cho 1 ở đây thì mình sẽ được là trừ 3 xong rút gọn lại là xong Trừ Tôi gọi rồi Từ bậc cao nhất xuống Bậc cao nhất là bậc 4 2 số 4 có mỗi mình nó à Bậc tiếp theo là bậc 3 Chỉ có trừ 2 phần 3 x mũ 3 thôi Đấy Bậc 2 Thì có hai con thấy không nhỉ Cộng x bình này Trừ 6x bình này Thì là, là còn là Trừ 5x bình Chuẩn chưa Trừ 5x bình tiếp tục là bậc nhất bậc nhất có một con thôi bậc hệ số tự do cũng về 2x 3 sau sau đó mình sẽ làm cái trò con nít là đi phá ngoặc đổi dấu tại vì trước đa là dấu trừ trước đa thức là dấu trừ thì phá hoặc đổi dấu 2x mũ 4 đang dấu cộng đổi dấu trừ 2x mũ 4 trừ 2x mũ 3 x lập xin lỗi trừ 2 phần 3 x lập đổi thành cộng 2 phần 3 x mũ 3 Ok chưa Trừ 5x bình thì đổi thành Cộng 5x bình Cộng 2x thì đổi thành Trừ 2x thấy không cứ đều giấu hết toàn bộ thôi Trừ 3 cộng 3 sao Xong bài xong bài Nó làm chưa à. Ừ. Vui chưa vui chưa Đấy hình như là hết bài số 3 rồi Đúng rồi số 4 nha. À 10 phút thì có lẽ mình sẽ làm được hai bài hai câu. Quá lắm là được làm được ba câu. À, những câu còn lại mới đó cứ làm tương tự ha. Nè ví dụ bài 5 này mới đó tìm x này. Thì mấy đứa thấy chỗ này đơn nhân đa này, 3x nhân cho x 2 đơn nhân đa nhân vô, sau rút gọn được bậc cao nhất xuống. Đấy, ý chăng? À, không khác, không khác gì hết. Rồi bài 6 cũng vậy luôn. Mình sẽ lấy đơn nhân đa chỗ này, đó y chang à, giống nhau không? Giống giống trên chưa? Đấy lấy ta em đa là lấy hai nhân vô, xong rút gọn lại, sau mình sẽ đi thế x một vô, đấy ví dụ vậy. Còn bài bảy này y chang luôn. Cứ lấy đơn nhân đa đa em đa, đấy chỉ vậy thôi. À, mình sẽ luộc đơn nhân đa đơn nhân đa hai tuần, tuần này với tuần sau. À, bảy, sao tuần này với tuần sau. Một tuần thôi. À, một tuần thôi. À thôi hai tuần đi, tuần này với tuần sau. Tại vì thường thường á mình sẽ làm thường thường mình sẽ học là thứ nhất là để coi coi thứ hôm nay thứ mấy ta hôm thứ ba đúng không ờ ừ, hôm thứ ba thứ ba mình sẽ học đại số thứ năm mình sẽ học hình học thứ bảy mình sẽ học toán thực tế ok không nếu như toán thực tế làm ít quá làm còn thời gian thì mình sẽ quay về đại số và hình học mình sẽ ôn lại Đấy, trong cái tuần đó mình học cái gì thì mình ôn lại cái đó được không ha vậy cái 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 là cái thời của biểu học là như vậy là tốt nhất nha à, mình sẽ nói chung là mình sẽ vừa học vừa ôn vừa học vừa ôn bài bốn nha à, lúc còn tổng hợp nghĩa là vừa đơn nhân đa vừa đa nhân đa luôn tùm lum tùm la không à, à bài kiểm tra người ta không có cho dễ giống như là cô cô một bài hai một bài hai bài ba đâu nó tào lao lắm đúng không bài kiểm tra từ bài 4 trở lên này đấy à, đi kiểm tra từ bài 4 trở lên dễ lắm mấy đứa à, dễ lắm bài 4 Trời ơi, tao nói liên huyên vậy chắc đã, đã làm xong bài 1 rồi nha Đúng không? Làm xong câu 1 rồi nha Đâu? X 1 Nhân với x cộng 7 Nhân với trừ x bình -x Cộng 3x Nào, quốc nào 3 Đâu? Nè mấy đứa thấy không? Từ bên trái sang, nhìn từ bên trái sang, chỗ nào có chỗ nào là làm chỗ đó liền luôn. Đây. Bay vào mắt mình, đây anh ta, nhớ đâu nhá. X nhân X, X bình. X bình rồi gì nữa? X nhân cộng 7 là cộng 7x. Trừ 1 nhân x là trừ x. Đừng ghi trừ 1x nha, làm ơn đừng ghi trừ 1x. Được chưa? Mấy đứa học lớp 8 rồi, mấy đứa không còn lớp 7 nữa. Mà lớp 7 cũng đâu ghi là trừ 1 x đâu Trừ x thôi Trừ x thôi Trừ 1 x 7 là trừ 7 1 cái 7 ở đó trừ, uh, trừ 7 Rồi Còn cái kia ghi lại thôi Đâu có làm được gì đâu Trừ x bình cộng 3 x Sau đó Mình sẽ đi Rút gọn từ bậc cao nhất xuống Được chưa à. X bình này Với trừ x bình này Là mất tiêu rồi đúng không mất tiêu rồi đối nhau mà cứ mất thôi mất thì bỏ 7x này với lại trừ x này rồi còn cộng 3x này nữa bao nhiêu nhỉ 7 này trừ 1 ở đây là còn 6 6 cộng 3 là bằng 9 à 9x 9x hệ số tự do mỗi trừ 7 thôi xong được không nhỉ 2 hai đâu 5 x trừ 10 cộng cho ê, ê, ê. x trừ 5 x cộng 4 nhiều này mới thấy không ta nhân đa nhân bố số vô nhân bố số vô nhân tùm lum tùm la vô 5x 10 ghi lại cộng cho trước đa nhân đa là có dấu cộng rồi mới đó thấy không cho nên mình không mình ngoặc nghĩa gì hết đó. trước đa là dấu trừ thì mình mới ngoặc còn dấu cộng thì cứ thêm nhanh thôi x nhân x ra x bình đúng chưa x nhân cộng 4 thì bằng cộng 4 x trừ 5 nhân x thì được là trừ 5 x trừ 5 nhân 4 thì được là trừ 20 đúng không đúng chưa đúng chưa đi rút gọn từ bậc cao nhất xuống. 3. Sai hả? Sao? Nói. Chỗ nào chỗ nào sai không? Đúng không? -1 7 +6. -1 7 Bước đầu À bài đầu đó hả Bài câu 1 đó à? Chỗ này đó hả 1 tổng 7 Đây nhân lại cho xem nhé X này nhân với x này Thì được x bình Đúng oh, không? X này nhân 7 là được cộng 7x trừ 1 nhân x là được trừ x trừ 1 nhân 7 trừ 1 nhân 7 chứ không phải là trừ 1 cộng với 7 được không nhỉ trừ 1 nhân 7 được trừ 7 chứ đúng không đúng không nhỉ đúng nhà phúc nhỉ? trừ một nhân, nhân 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 mình đang làm nhanh nha khi mà mấy đứa nhanh hết toàn bộ vô rồi á tới đây nè mình bắt đầu cộng nè ok không mình cần biết mình đang làm gì nữa nhá mình cần biết mình đang làm gì rồi chỗ này mình uh, rút gọn từ bậc cao nhất số à rút gọn từ bậc cao nhất số đâu cái gì nhờ Bọn con nhớ là Xbin. Đúng không? Rồi tới gì nữa? À, 5x. Đây, 5x đây. 4x đây. Là bao nhiêu nhỉ? Thêm này nữa. Ui, mà trừ 5x này với 5x này mất rồi. Đúng không? Đúng không? Rút mất rồi. Vậy chỉ còn mỗi 4x này thôi, đúng không? Cộng 4x, cộng 4x. Gì nữa? hết rồi bây giờ còn hệ số tự do thôi trừ 10 với trừ 20 là được là trừ 30 hết rồi đúng không nhỉ Ừ ok không? mọi người ok không nhỉ rồi à, có thắc mắc gì không nếu không mắc mắc gì á thì mình có thể nghỉ đây rồi à. À rồi nhớ 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 giờ học của mình nha. 357 từ 9 rưỡi cho đến 11 giờ. Ủa lớp 8 lớp 8 ở trường mình học cái gì nhỉ? Học uh, học uh, buổi nào nhỉ? Học buổi sáng buổi chiều nhỉ? Có ai biết không? Có ai biết không? Hôm uh, hôm qua hôm qua uh, lớp 7 là nó học là có người nói là uh, lớp 7 sẽ học buổi uh, buổi sáng không biết là lớp 8 mình sẽ học buổi sáng hay buổi chiều luôn. Hy vọng là lớp 8 mình học trên trường mình sẽ học buổi chiều. Hy vọng như vậy để mình khỏi đổi. À, mình khỏi đổi. À, rồi ok. Rồi, được rồi. Mình sẽ nghỉ đây nha mấy đứa nha. À, cái bài này có ở trên Discord. À, cái bài này cái đề này có trên Discord nha. Đây. Trên đây là mấy đứa, đây đại số này. Đây, chỗ này nha. À, mấy đứa có thể lên đây đeo về rồi làm trước cũng được tùy ha Tùy vô từ vô từ Ok không nhỉ? đấy mình làm được nửa rồi đấy không tệ đâu Thật sự không tệ đâu ha, làm là được một nửa không tệ đâu à, lần sau để coi thứ uh, thứ năm hả thứ năm mình sẽ làm tiếp uh, phần hình học à, học tiếp phần hình học bay vô mình sẽ học tứ giác trước bay vô mình sẽ học tứ giác trước đúng không nha Ok còn cái bài này là thứ bảy nếu như còn giờ ấy thì mình sẽ quay lại mình làm tiếp cái phần này à được không nha rồi rồi được rồi chào mấy đứa nhá à, nhớ nhớ đúng giờ lên nha đúng giờ lên mấy đứa click vào cái class là được rồi nha à, cứ đúng giờ lên click một class là được rồi ok rồi chào mấy đứa nha chúc sức khỏe mấy đứa nha chúc mấy đứa và gia đình mấy đứa sức khỏe và bình an ok chào nhá chào nhá